Có những người mình thấy trong cái cuộc đời này sống sôi sỏi như vậy đó, tự nhiên ngày mai là họ chết queo. Nên chúng ta tại sao không vui ngày hôm nay? Nên có một câu Phật dạy: an vui cùng hiện tại, hạnh phúc mãi bên ta. Đúng không? An vui cùng hiện tại, hạnh phúc mãi bên ta. Hiện tại là giờ này nè. Giờ này mà buồn ngủ cũng vui. Buồn ngủ cũng vui nè. Cứ ngồi mà mắt nhắm hiếp mình cũng kiểu như mình phê trong pháp. Ông Văn Tự sao cũng được nhưng phê trong pháp. Nói là phê trong men tình thì làm sao bằng phê trong pháp. Hiểu chưa? Đó. Nên từ nơi đó bây giờ mình buồn ngủ cái mà cái mặt này nè. Tôi biết mấy bà đang vỗ tay. Tôi biết thầy giảng công đoạn đó mấy bà đang vỗ tay. Nhưng tôi rất là buồn ngủ nên tôi không gây win lên thấy người này cũng chẳng đặc biệt. Chứ đừng mà quay lên nó kỳ cục lắm nghe chưa. À, thà mình biết mình đang buồn ngủ nhưng mà cái miệng mình làm sao á. Quay lên thôi trời cái bà này sao mà đặc biệt cái chợ. Mắt bà nhắm vào cái miệng bởi gì đâu mà chạnh chạnh cười hoài. Vì mình biết máy quay viên đang quay mình. Thấy không? Nên từ nữa đó, chỗ đông người mà ngủ nó cũng cảm giác rằng là cái sự ngủ của mình có duyên. Ngủ mà cũng có duyên, nó ngộ ghê. Còn nếu không cái kiểu là ngủ thì cho ngủ, cái kiểu mình nó không cho ngủ mà nó ngồi, nó bắt buộc phải ngồi. Cái kiểu nó ngồi giật kỳ cục lắm. Lạ như vậy đó. Mà mới hồi nãy không biết có ngủ được không, tại đông quá. Khi đông quá khó ngủ phải không? Nó, nhưng mà mệt quá cũng phải ngủ. Nó an lạc, nó vui rồi, nhắm mắt một chút nó cũng thấy thoải mái. À, kệ lâu lâu mình đi đến đây một lần mình không cần ngủ nhiều. Nó, vậy đó mà tối hôm nay lên xe ngủ. Nhưng quý vị nhớ nha, tối đêm nay mà khi lễ Phật một tiếng rưỡi đồng hồ xong thì sẽ cảm giác đặc biệt. Nếu như trong một tiếng rưỡi đồng hồ đó mà quý vị lễ Phật á, mà cái cảm giác, cái tâm quý vị mà thả tâm vào câu Phật hiệu, quý vị lễ, quý lễ gọi là chốc gốc cô hủ luôn, quý vị lễ tá lả ông binh luôn, quý vị lễ thôi. Nam mô A Di Đà. Lễ một tiếng rưỡi mà cái cảm giác quý vị quên trời chăng hết mây nước luôn. Không cần nhìn ngó ai trước mặt lễ sao quý vị cứ cầu cái cảm giác quý vị biết rằng nó thôi, nó đặc biệt gì đâu. Quý vị nhớ nghe, pháp vị thắng mọi vị. Không có một vị nào ở cái cuộc đời này bằng cái pháp vị. Nhưng mà con người chúng ta là do đeo đẳng theo cái pháp thế gian, cái sự hương vị thế gian mà mình quên cái pháp vị của Phật Pháp. Nếu như quý vị mà tiếp nhận được cái pháp vị của Phật Pháp đó nghe, nó giải trừ được cái niềm vui của thế gian, mà nó sanh ra cái pháp giải thoát của tâm mình. Và khi cái pháp giải thoát của tâm mình mà nó phát triển rồi đó, thì cái niềm vui thế gian này bị đang sống đặc biệt lắm. Nhưng mà nó đều hướng đến giải thoát không. Nên một con người mà có cái tâm giải thoát là tất cả việc gì đến với chúng ta cũng giải thoát không? 100% luôn. Nếu quý vị mà có cái tâm giải thoát là cái thứ gì đến với mình cũng giải thoát. Tiền đến với mình cũng giải thoát, mà danh đến với mình cũng giải thoát, nó thoát hết. Còn nếu cái người mà không có tâm giải thoát, tiền đến với mình là đọa lạc, danh đến với mình là đọa lạc, niềm vui đến với mình là đọa lạc hết. Còn người mà có tâm giải thoát, cái thứ gì đến với họ cũng giải thoát hết. Liền đi, nó có một cái tâm giải thoát rồi, quý vị sẽ không bao giờ bị trở ngại cái ở thế gian này đâu. Mọi vị sống rất đặc biệt luôn. À, ví dụ giờ quý vị trang điểm đẹp cũng là giải thoát, không có gì mà không giải thoát đâu. Vị xấu cũng giải thoát đó. Lưu mũi cao cũng giải thoát, mà lưu mũi xịp cũng giải thoát, mình sao cũng giải thoát hết. Còn nếu như mà nó không có tâm giải thoát thì nó đều bị vướng hết chứ, phiền lắm đó. Nên chúng ta đi đến chùa này nè là cái cơ hội chúng ta tu phước duyên lớn. Cơ hội á, tu phước duyên lớn á. Quý vị coi, quý vị đi đến nơi nào, quý vị dự cái lễ viết Di Đà, quý vị đến đó trước một ngày chờ, nguyên một ngày chưa chắc quý vị nghe được một buổi thuyết pháp luôn. Đâu có dễ. Quý vị nói rằng là quý vị mướn giảng sư, thỉnh giảng sư dễ lắm hả? Không có giỡn đâu chàng.
đã là giảng sư thì ví Di Đà, người ta đều ở chùa người ta. Mấy vị đó ai mà không có chùa thì thỉnh người ta đến chùa mình giảng. Người ta viết một bài vạn giảng, đó là người ta giảng cho cái buổi với Di Đà chùa người ta. Đem lại chùa mình để giảng, việc này đâu có dễ, hiểu không? Nên mỗi chùa vì sao tổ chức mà không có giảng sư? Vì giảng sư thiếu mà chùa thì nhiều. Từ nơi đó mà bây giờ chúng ta tìm cái người giảng sư mà giảng cho mình nghe, mà khi mình lỡ mình giữ chương trình lễ của một ngày đó khó lắm. Chỉ có buổi tối là lên cái chương trình nghi thức thôi. Rồi quý vị vào vị trí mà nghe cái nghi thức của ngày lễ Vía Di Đà. Một là tụng 48 lời nguyện, hai là đọc về lịch sử của Di Đà, Phật Di Đà cho bị nghe là xong. Rồi một số chương trình như đốt hoa đăng này nọ là xong. Chứ không có đi vào cái chỗ mà quý vị phải nghe pháp được. Một ngày mà nghe 3-4 buổi đâu mà có người giảng cho mình nghe. Ở trời, chỉ có ba trận những đức mới giảng hoài được. Không nói thiệt, quý vị đi khắp nơi, quý vị thầy đi đi. Có không? Có đâu. Đâu mà lên mà giảng ầm ầm nó chợ. Có nhiều người mà ta đi đến chùa, người ta nói này cái gì kỳ cục. Sao nói chuyện hoài được hay vậy? Có khi hồi đó những đức lại Bồ Tát Quán Thế Âm, mà có những khi những đức la dữ, có những người nói chết cái gì la dữ. Ta thấy kỳ cục quá biết không? Làm gì mà nó la dữ mà nó không té. Tại vì có người ta thương thì thấy cũng tội nghiệp, mà có người ta không vừa lòng mà ta thấy cũng bực bội. Gì đâu mà nó la vậy mà sao la tao nói dữ vậy? Rồi Phật tử tao kìa, nó reo nó la rồi. Không có giỡn đâu nghe. Nhưng mà đó là cái việc mà quý vị biết rằng là mình gặp nhân viên này là hy hữu không đó. Hy hữu lắm đó quý vị. Nó đi đến chùa 2 ngày nó xứng đáng vô cùng. Như hôm qua mà bên chùa mới 2 ngày thôi, nó cũng tiếp quý vị 2 ngày luôn. Đúng là mưa nắng xa trường vẫn không bao giờ lùi bước, thấy không? Tiến tới mục tiêu mà. Quý vị biết chia sẻ Phật pháp viết sao văn tự tự nhiên quá. Cái nhiều cô nói con thấy thầy bây giờ con thấy thầy cũng nói văn dữ lắm á nghe. Cái đầu chân đất nói cô cứ nói gì hoài mắc cỡ cũng chết. Văn về văn đâu, xu miệng nói đại một hai câu kêu nó lại cũng không biết gì. Hiểu không? Nên từ nó đối với vị biết cái pháp môn Tịnh Độ vì sao nó sống động. Vì nó trong mọi lúc mọi nơi nó tự sanh pháp. Vì thế nó hứng thú chưa? Nếu như mà cái pháp mà sắp đặt sẵn thì nó không có cảm giác. Tuyệt vời. Như bây giờ cái gì mà nó sắp xếp sẵn thì nó đâu có cảm giác bằng là tự nhiên. Cái gì mà nó tự nhiên nó mới thích, hiểu không? Nó tự nhiên ngẫu nhiên mà tự nhiên nó phát triển những cái niềm vui lạ kỳ đó, nó mới hay. Còn nếu như mà ghi chép sắp sẵn hết vậy thì là một cái tuồng hát có cái giai này kia sắp đặt rồi. Còn này là lên tự nhiên vô cùng. Bên kia vẫn là nằm chơi, vẫn nằm nghỉ niệm Phật đồ gì đó. Còn qua cái là tự nhiên ầm 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 ầm. Đúng không? Đó, nên quý vị biết một ngày những đức chia sẻ mấy buổi mà không được. Vì chỉ có tán thán Di Đà. Trong cái thời gian tán thán Di Đà, chúng ta điều chỉnh qua nhân sinh rồi mới đi vào tán thán Di Đà. Vậy thì quá tuyệt vời. Quý vị biết cái vốn những đức chia sẻ Phật pháp nhiều. Mà cái vốn này là nó từ đâu mà có? Nuôi mấy bà già mà có. Nuôi mấy bà già mà có. Vì những đức ngồi chơi với mấy bà già. Bây giờ quý vị coi những đức 41 tuổi Tết, hôm nay 42. Thì bây giờ quý vị coi những đức chơi với một bà già 80 tuổi thì những đức sẽ lượt được cái cuộc đời của bà 80 năm cuộc đời, đúng không? Mà những đức nuôi bao nhiêu bà già thì những đức lượt cuộc đời của bà bao nhiêu chưa? Nên cái vốn nói chuyện của những đức nó dày lắm. Còn người ta là học văn tự trong sách. Văn tự trong sách thì người ta chỉ có học thuộc để nói. Còn những đức là học văn tự sống động. Nên những đức nói cái chùa mình là một cái ngôi trường đại học tổng hợp. Phải không? Tổng hợp không? Thấy chưa? Tổng hợp nè. Vì coi trong đây phải là đa dạng con người không? Thì làm sao không gọi là tổng hợp? Trong đây thật sự mà nói có trẻ em có nè, có người lớn có nè, rồi có trung niên có nè, có tuổi già có nè, có BD trong đây nè. Làm gì không có trong đây có BD? Có. Đó. Có đủ thế giới tính con người đang ở đây nè. Từ nơi đó mà quý vị coi,
Ở đây mà có thể ngồi mà nghe chia sẻ Phật Pháp được, phải là trường đại học tổng hợp không? Nó tổng hợp tất cả con người, tư tưởng con người lại để ngồi được một chỗ như vậy để nghe, thì chỉ đúng là bổ nguyện Di Đà mới có thể thu nhiếp được con người ở đây mà ngồi được gì. Nếu mà không phải là bổ nguyện Di Đà, đố mà quý vị mà có thể ngồi đây mà chúng ta nghe Phật Pháp được đó. Tại vì sao? Vì không thể nào đạt đến cái trình độ của đại giảng. Chỉ có đại giảng mới là đại sự nghe này được. Còn nếu như không phải là cái môn đại giảng, đối với vị nghe mà mỗi người mà đều nghe được lợi ích đó. Bây giờ đứa con nít ngồi trong đây còn nghe được thì quý vị biết cái môn là môn đại giảng. Còn nếu như là chỉ có giảng vào một cái khóa giảng nào thôi thì chỉ có một loại người nào nghe thôi, chứ không thể nào ai cũng nghe được. Nhưng mà giảng mà ai cũng nghe được thì không đơn giản chút nào. Chỉ có Chí A Di Đà Phật mới có thể quý vị ai cũng nghe được. Cái này là 100% luôn á. Quý vị biết đây không phải là đơn giản đâu. Những đức nói quý vị nghe, quý vị mà không quen, quý vị cần đứng đây một cái cho té cái rầm liền. Đừng nói chuyện dẫn chờ. Công chúng quý vị đứng đi, không có duyên đứng nhìn họ, họ nhìn là một cái rung bảy bảy, thì nó chuyện dẫn chơi không dễ đâu á. Nhưng mà vì sao chúng ta có duyên? Dù cho là chưa gặp nhau nhưng mà từ xa cũng đã nghe rồi. Nghe rồi nó mỗi ngày nghe và mỗi ngày cũng ấp ủ trái tim. Hẹn một ngày nào gặp nó, nên khi gặp nhau nó vui vô cùng. Tại sao có những cô mà những đứa gặp họ mừng, họ vui vô cùng khi chụp hình mà. Nói vừa đại là bộ hoài. Trời ơi, trời, mình thì mình quá tự nhiên, nó quá thoải mái. Cái thằng giả tạm này mà nó có cái thứ gì đâu. Hồi chưa có cái bà kia bà đưa cái đầu sát cái tao, thầy vuốt cái đầu giùm con cái đi. Những đứa nói tôi chưởng mà một cái mình chết bây giờ. Vuốt đi chi vậy? Nó vuốt con cho con khỏe. Không khỏe đâu bà ơi. Tôi mà vuốt vào khỏe thì tôi đâu có bệnh. Đúng chưa? Tôi có khi còn bệnh te tua mà vuốt vào khỏe là sao? Đúng không? Không có lý này đâu trời. Nó chỉ là có một cái duyên quý mến nhau thôi. Nó từ nơi đó chứ làm gì có cái chuyện mà vuốt cái mà khỏe. Nếu mà vuốt khỏe thì Đức Thích Ca Mâu Ni ngày dùng đại năng lực thần thông ngày vuốt hết trơn chúng sanh ở cõi ta bà này để không có bệnh nè. Nhưng mà ngày dùng Phật Pháp để chỉ dạy người ta tu, để chuyển nghiệp, chứ không có ai mà đi vuốt ai khỏe chứ nha. Nó, nên những đức thấy mà có khi mà người ta làm mấy cái chương trình mà tự nhiên ta rảy nước. Mình nói rảy ước mình mấy kỳ cục ghê. Mình gặp mình đứa tiếu kìa, ai rảy nước cái mọc mà nói tránh ra nước này tốt lắm á con. Ước mình tôi là thấy xấu. Hiểu không? Thôi thôi có gì tốt chứ, ước mình tôi là xấu không có tốt. Nó tự nhiên rảy nước vô mặt người ta kỳ cục ghê. Mà có những người ta còn rảy nước vô mặt Phật nữa nghe. Cảm ơn làm rảy nước vô mặt Phật. Cái này nguy hiểm. Thôi tôi không dám làm chuyện đó. Có nhiều cô đến gặp những đức, nói thầy ơi, pho tượng Phật này con mơ thỉnh ở ngoài kia. Hỏi ở đâu? Ở ngoài chỗ bán tượng Phật. Con nhờ thầy khai quang điểm nhãn giùm cho Phật. Không dám, không dám. Thầy làm giùm đi thầy. Không dám. Sao kỳ vậy? Sao con nhờ quý thầy khác khai quang điểm nhãn mà thầy thì không dám? Con thấy thầy cũng đâu phải tầm thường. Tôi tầm thường lắm bà ơi bà. Tôi sao dám khai quang điểm nhãn cho Phật. Tôi còn cầu Phật khai quang điểm nhãn cho tôi. Còn bà kia tôi khai quang điểm nhãn cho Phật. Bà biết rằng đó tôi nè, con mắt của tôi nè, mà tôi nhìn cô gái đẹp mà tôi còn phái nhìn bà kia tôi khai quang điểm nhãn cho Phật. Bà ngồi suy nghĩ đi. Bà kiếm lầm người rồi. Mấy cái người nào mà dám khai quang điểm nhãn cho Phật đó là người đó gan lắm. Bà đi tìm họ đi. Còn tôi đố mà tôi dám, tôi nhát lắm. Cái gì tôi gan cái thứ này tôi không dám. Tôi nhát cái thứ này là tôi không dám, nó bạo bà. Bà nghĩ đi tao chờ. Tôi làm sao mà dám khai quang điểm nhãn cho Phật? Dám. Trời ơi, tôi mỗi ngày tôi nhìn tượng Phật, tôi niệm Phật để mà khai chuyển cái trí mà từ cái tự tánh hiển lộ của tôi, mà tôi bị cái sự tham sân si này nó che mờ cái đó lại. Nên tôi nhìn Phật nhờ cái hình tướng của Phật, cái trí của Phật,
cái sự quang minh soi gọi của Phật mà giúp cho tôi được sáng suốt. Tôi làm sao dám khai quan điểm nhãn cho Phật bà? Nó thầy không thôi, thầy đem tượng Phật đó thầy để lên bàn thờ đi, cho Phật ngày mai linh giùm con. Nó trời, bà làm cái chuyện ngộ ghê. Phật á, linh á, là từ ngay cái tâm bà học Phật thì là linh từ tâm bà. Chứ làm cái gì mà tự nhiên đem tượng Phật để bàn thờ để cho ngày mai Phật linh? Nếu mà vậy á, thì tôi còn linh hơn Phật. Bây giờ suy nghĩ đi, trời ơi, đúng là chúng sanh học Phật có nhiều người mê tín thiệt. Đúng không? Mà ta dựa vào cái mê tín để người ta dụ dỗ mình, người ta gạt mình. Nên mình học Phật mà mê hoặc điên đảo. Học Phật đó là học chánh tín, học ra con người sáng suốt. Chứ làm gì chúng ta học ra mê hoặc điên đảo kỳ cục đi. Nói mà cái chuyện làm của một số người thôi là chúng ta biết cái điều này sai với lời Phật dạy, khỏi còn coi, khỏi cần coi kinh sách cũng biết. Chúng ta chỉ cần nhìn qua nhân sinh của cuộc đời đang sống thôi, chúng ta cũng nhận thức được nữa. Quý vị coi những đứa học Phật mười mấy năm nay, những đứa có đi đâu đâu. Từ một thanh niên không biết cái gì vô học Phật là cứ như vậy mà học. Học cái gì? Bây giờ ngày xưa không thương người ta, bây giờ thương người ta được không? Ngày xưa không muốn giúp ai nhưng bây giờ giúp được không? Rồi giúp người ta có sự trở ngại thì giúp đi. Hết lòng, có duyên thì cứ làm đi. Từ nghịch duyên thành thuận duyên luôn. Rồi từ đó mà học ra, thì không nói dòng do chứ. Từ ở trong đó mà khai chuyển cái tự tánh của mình ở trong đó mà ra. Nên học Phật không có khó. Khó là do chúng ta tìm cái bên ngoài á, nên nó thành khó. Chứ thật sự trong cái cuộc đời chúng ta là Phật Pháp hết trơn. Quý vị mà bình tĩnh suy nghĩ nó là Phật Pháp đó. Từ khi sanh ra lớn lên, có vợ có chồng, khổ đau với gia đình, quý vị hãy bình tĩnh suy nghĩ, đem Phật Pháp mà áp dụng vào đó, quý vị sẽ thấy nó là Phật Pháp liền. Còn nếu như quý vị tìm cái bên ngoài thì tất cả những sự khổ đau trong cuộc đời quý vị tự nhiên bị không nhìn ra đâu. Còn nếu như đem Phật Pháp áp dụng vào và cuộc sống quý vị hãy nhìn lại, thì cuối cùng quý vị thấy đó là Phật Pháp. Đây, cuộc đời những đức ngày xưa hư bao nhiêu thì đem tất cả cái hư này giờ nói cho quý vị nghe không đó, mà thành ra Phật Pháp. Những đức biết quyển chuyển Phật Pháp ở trong nhân sinh Pháp. Còn quý vị học Phật không biết áp dụng Phật Pháp vào nhân sinh Pháp, nên cuối cùng đi phải tìm Phật Pháp cái bên ngoài. Cứ đi tìm cái bên ngoài, nghe chỗ nào linh, núi nào linh, tượng nào linh, tượng linh, núi linh là chỗ đó linh. Chúng ta không linh thì có đi đến đó về thì chúng ta cũng là mê hoặc điên đảo à. Được chưa? Linh là ngay chỗ này là đỉnh pháp nè. Vì đỉnh pháp là người ta chỉ mình một pháp, thù thắng á, là đỉnh pháp đó. Còn nếu như bây giờ người ta nói cái pháp cao gì, mình lại đó rồi mình đi về, pháp này của người ta chứ không phải pháp của mình. Mà Phật Pháp là mình phải là người tiếp nhận pháp, mình phải là hưởng được pháp. Như vậy thì học Phật Pháp mới lợi ích. Còn quý vị đi tìm chỗ nào linh thì đó là chỗ đó linh. Còn chỗ của ta không linh, trở về ta vẫn là mê. Như vậy thì không có lợi ích gì hết chứ. Đừng có đi cầu thằng cầu thánh tùm lum, đừng có đi tá lả âm binh nữa. Tìm một cái nơi nào, chọn một điểm nào đi đến để mà học tập, để mà tu, về để áp dụng trong gia đình của mình. Rồi mỗi ngày chúng ta có duyên, quý vị những đức ngày nào cũng chia sẻ hai bài Phật Pháp. Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, quyết chí một đời vãng sanh Cực Lạc quốc, bấm vào gian chân thành niệm Phật Vô Lượng Thọ VĐT. Bấm vô, vô đăng ký cái trang, ngày nào cũng có buổi giảng, chủ nhật đưa lên coi, chưa đi đến đây cũng coi được rồi. Nghe đi, rồi mỗi ngày cởi mở tâm tư, cười nhiều, ngồi một mình nghe những đức giảng cũng cười một mình nè. Có những người ở đây ngồi một mình cười mình nè, đúng không? Nó, chồng nó đến nó nói bộ bà điên hay gì, cười. Ngồi mình mà cười ui sùng. Sao có gì bà nó ừ tôi điên rồi đó, tôi điên rồi. Tại vì nó vui vậy, nó quá vui rồi. Khi nó vui rồi tự nhiên ta nói mình điên, à ta điên rồi, ta đã điên rồi. Thì coi á, tự nhiên con người mình khi nó vui vẻ, nó an lạc rồi, dù người ta nói mình khùng điên mình cũng vui nữa, tại mình hiểu rồi. Nó còn ngoài ra mình mà phiền não rồi, người ta chỉ cần đụng mình một câu khùng điên một cái là mình tức lên liền. Tao mà khùng hả, tao mà điên hả, trời ơi, đó là do mình sân si là khùng điên thiệt rồi đó. Còn khi người ta nói mình khùng điên của mình, ha ha, ta đã điên rồi. Nên ta mới đến cuộc đời này.
Kỳ ông chồng đầu bảo đó mình đi mình nói à ta đã điên rồi nên ta mới làm vợ của mi. Chồng ô thằng chồng nó hết hồn, nó xanh vật xanh vải chứ. Nó chồng chồng bà nó bị gì bà? Bà bị gì bà? Cái mình làm tiếp tiếp tục. Hãy quỳ xuống đi. Cái kiểu thế gian nó sợ ác đạn cái kiểu này. Nó tưởng nó ông lên bà xuống gì đó, hiểu chưa? Nà, hãy quỳ xuống đi mà nghe ta ban chiếu chị. Sao sợ có quỳ xuống. Mình ban chiếu chị luôn, mình nói từ hôm nay không được nói tính nữ này như vậy nghe con. Tính nữ nói gì con phải nghe theo răm rắp. Nếu con mà cãi ta sẽ bắt tính nữ này đi. Trời ơi. Rồi xong là cuối cùng thằng chồng đó sợ xanh mặt xanh mày hết trơn. Kệ mày không biết tu dọ mày luôn. Thương vợ quá sợ bắt đi. Lúc đó mô Phật bà đừng có bắt vợ con đi. Nó, ngươi hãy thành tâm thành ý một chút đi. Tính nữ này rất là có tâm tu đạo mà ngươi cứ cản trở hoài. Từ hôm nay nó ăn chay, nó làm cái gì phải làm theo nó nghe chưa. Trời ơi nó xanh mặt xanh mày chứ, từ đó về sau mình ăn chay nó ăn chay mình làm như làm theo nấy. Sợ bắt vợ đi mà. À, xong rồi bắt đầu là xong rồi chân làm. Hỏi lại câu, ủa vậy anh? Nãy giờ gì hả? Cái gì hả? Ủa, bộ bà không biết gì chứ hả? Đâu biết gì đâu, nãy giờ ai nói chuyện gì hả? Trời ơi, bà ơi bà. Tôi hôm nay tôi không dám đụng chạm tới bà đâu bà ơi. Có người nhắc nhở tôi, mách bảo tôi đụng chạm tới bà bắt bà đi. Trời ơi, trời. Nó trời ơi, em lúc nào cũng bên cạnh anh, có ai đâu mà bắt, anh cứ la gầy em đi, em làm vợ em nghe hết thôi, tôi không dám. Càng nói cái đó càng sợ, ác đạn vậy đó. Người mà không biết tu, đó là cũng là mê hoặc điên đảo, nhưng mà trong cái trí tuệ của mê hoặc điên đảo để thu nhiếp người ta, để cho người ta tu, hiểu chưa? Còn nếu như mà không dùng cái trí tuệ Phật Pháp để áp dụng vào thì đó là mê hoặc điên đảo. Đó mê hoặc điên đảo đó, chứ không giỡn đâu. Nên nhiều người bị biết đi đến nơi ông lên bà xuống người ta làm gì sợ người ta. Cầm giải đỏ rồi vuốt vô người. Tự nhiên mà xanh mặt xanh mày. Tại vì đó là mê hoặc điên đảo, là đó có một cách lường gạt người ta để mà kiếm vật chất. Thấy không? Còn nếu như mà mình làm chân thật mà mình đẩy nó vô một pháp thì cái điều này nó đâu có sai. Vì pháp nó có vô lượng pháp phương tiện để mà độ sanh. Chứ cần gì người ta thật sự là Phật pháp là đúng pháp. Còn nếu như mà vì cá nhân lợi ích thì là lương gạt pháp, sai rồi, hiểu không? Nên mỗi một con người khi nghe gì quý vị thấy nó sống động chưa? Nó được vui nữa. Nói quý vị coi, khi mà vui rồi quý vị thấy gương mặt ai cũng hồng hào. À, đúng không? Mà không buồn ngủ. Nên ngồi một tiếng đồng hồ thì thích thú được một tiếng. Nên tại sao ngày lễ là cái ngày đẹp chờ nhất? Vì sao? Vì chúng ta được gặp nhau. Thì coi mấy bữa trước mưa ầm ầm mà mấy bữa nay không mưa là do cái tâm mới bị về đây vui không mưa. Cái tâm mới bị về đây là không mưa là do dự bị vui, mà chiều nay lỡ mưa cũng vui luôn. Mưa thì sao? Mưa thì thầy cho chúng ta ở trong đây. Đúng không? Thật sự mà nói vui như thế nào cũng được. Thuận nghịch gì cũng chúng ta cũng nói Phật sắp xịp. Nào, đem Phật ra là được. Phật sắp xịp. Hiểu chưa? Phật cho con lễ tiếng ngữ thì con lễ tiếng ngữ. Phật không cho con lễ tiếng ngữ thì con niệm Phật khỏi lễ luôn. Vì mình đã phát tâm rồi, nhưng mà giờ mưa sao ra ngoài lễ thì con khỏi lễ tiếng rưỡi. Con lấy tiếng rưỡi thì chia sẻ Phật pháp.
được không? Được. Từ nơi đó tùy duyên, vô cùng tự tại đúng không? Đó. Nên quý vị thấy chùa mình á, những đức ưa tổ chức ở ngoài sân, quý vị thấy không? Có khi mà mưa gió bão bùng những đức cũng tổ chức ngoài sân. Có nhiều người nói nó khùng quá bà trời. Là trời, mưa gió quá ào ào, đem giải mũ nó có tới giải mũ. Giải chút mưa xong nó kéo vô. Kéo vô quá chảy ra, tại sao ở đây nó kỳ cục quá. Vậy mà cuối cùng sao? Hòa thượng mình kêu hòa thượng mình ngồi ngồi ngoài cổng chùa, hòa thượng coi, coi thử thằng này nó làm gì kỳ cục quá trời. Dầm mưa mà tôi thấy chuyển mưa quá trời rồi sao? Nó chảy mũ ra quá trời, nó chảy niệm gì tùm lum tùm lá. Mưa ào 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 ào. Hòa thượng ngồi, hòa thượng coi cái nó làm cái gì. Mưa vậy rồi sao? Cuối cùng nó lễ Quan Âm sao trời? Mưa cái chân rồi sao? Để coi thôi, hòa thượng ngồi ngoài có coi thử cái tình hình sao. Một chút nghỉ mưa. Nghỉ mưa xong mấy anh em lên hỏi thầy, sư huynh, bây giờ mưa gió quá làm sao? Như đức nói ra ngoài quét nước. Trời trời, quét nước, quét, quét. Qua tập trung chầu vô Phật tử, ào ào, quét, quét, quét. Hòa thượng coi, hòa thượng nhìn, trời trời, nó làm gì thì ghê vậy thật. Quét xong nó cầm mũ nó vũ, 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 vũ. Trong vòng 15 phút sao? Nguyên một cái sân khu ren, quét không còn một miếng nước. Nó vũ nước sạch bóng cho nó chảy ra lợn niệm, nó vũ, 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 chảy ra. Hòa thượng nói, trời trời, mới đây nó hình thành đạo tràng nữa, trời ơi. Mấy giờ? Ồ, gần 6 giờ xong. Ào ào người ta ra ngồi. Phật tử ào 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 đến ngồi vô. Rồi lễ hết 500 danh hiệu hòa thượng, nó tao sợ mày luôn đức. Tại vì sao? Rõ ràng là gan quý vị. Dám làm. Tại vì mình đã làm hết mình rồi. Mà nếu bây giờ mình chảy ra mà tới 6 giờ mấy mà không chờ cũng không mưa nữa. Nhưng thôi thôi được rồi. Con chơi hết mình mà chờ cũng không ủng hộ, thôi khỏi. Nghĩ đúng không? Mình cũng đang hết lòng rồi, viên mãn. Có gì đâu, đúng không? Mà mình không hết lòng thì lương tâm của mình thấy mình chưa phải là hết tâm hết ý. Nên Phật Bồ Tát thử mình tới giây phút cuối cùng luôn để coi mình sao. Nên mình đi học đạo mình vừa bị thử nhẹ cái thôi là mình đã sân si. Sao học? Nó giống như có một câu chuyện của Ngài Quảng Khâm. Có một vị cư sĩ này học thức uyên bác lắm, kiêu ngạo ngã mạn. Kiêu ngạo ngã mạn. Đến gặp đảnh lễ Hòa Thượng Quảng Khâm: con học đạo muốn giải thoát, nhưng Hòa Thượng ơi, con có một cái tâm là kiêu ngạo, coi người nhỏ bé lắm Hòa Thượng. Coi người ta không bằng mình. Nhưng con bây giờ con đến cầu đạo với Ngài, con mong Ngài giúp cho con để tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn. Cuối cùng Ngài nói, ở đi con, ở đi. Và từ từ tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn. Ông lựa ngay cái ngày lễ Di Đà hay lễ Vía Quan Âm gì đó, ông thiệt đông. Tự nhiên ông lôi thằng cư sĩ đó ra, ông chửi cho một dặn trước mặt của đại chúng. Xong hết trơn, ngày mai nó dọn đồ đi ra. Dạ bạch hòa thượng, con xin đi. Mặc kênh, con bạch hòa thượng con đi. Hòa thượng nói, ủa vô đây để tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn, bổ tiêu rồi sao đi? Xong anh nói, chưa. Con thấy hòa thượng la con oan ức quá à. Con đâu có sai gì đó mà la. La oan la ức con. Nên thôi con đi. Hòa thượng Quảng Khâm nói, tôi la ông, nhiều người biết tôi, chứ công chúng tôi la ông là tôi phải hạ tôi xuống để la ông. Mà ông muốn tôi giúp ông tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn thì tôi phải đem ông trước công chúng để tôi la ông. Rồi ông coi lại cái tâm ông có hạ xuống được hay không. Nếu ông hạ được thì kiêu ngạo của ông xuống luôn. Còn nếu ông không hạ ông đi thì đây là lỗi lầm do tại ông. Tôi dám hy sinh cái danh tiếng tôi là la ông trước mặt mọi người để giúp cho ông tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn, mà ông lại buồn trách tôi. Như vậy ông nên suy nghĩ lại. Vị cư sĩ sụp xuống đảnh lễ hòa thượng, cho con xin ở lại. Thấy không? Sự kiêu ngạo ngã mạn là nó phải có một cái sự mà đối lập với kiêu ngạo ngã mạn. Tại vì sao kiêu ngạo ngã mạn là ta đây là trước mặt mọi người ta là một cái mặt to. Như vậy thì phải bóp cái mặt này nhỏ lại. Vậy thì mới tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn chứ. Tại sao mà quý vị biết những đức ngồi với công chúng đông như vậy, tôi không chờ ai bóp cái mặt tôi chứ. Tôi tự làm luôn. Là như thế nào? Tôi ngồi với công chúng gì tôi chia sẻ bài pháp đông người nghe, nhiều người người ta gặp tôi, thật sự xấu xấu nhiều người muốn, thầy con chụp hình với thầy cái.
Trời ơi, bây giờ buông ra có chụp kịch liệt luôn, giống như mà gọi là minh tinh. Vì coi vậy đó. Vậy mà Nhân Đức khi chở các cô đi siêu thị này kia, mua đồ này kia, Nhân Đức nói mấy cô cứ vô trong siêu thị mua cái gì mua, rồi mua cái gì rồi uống nước gì uống đi. Nhân Đức qua Đại Tùng Lâm chút coi đạo tràng. Nhưng thật sự Nhân Đức không có đi. Nhân Đức ngồi ngay chỗ cái đường đó luôn. Nhân Đức ngồi ngay xe vậy đó, ngồi nghiêu ngao A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hồi xưa thì như thế nào, không niệm Phật thì em ơi nếu mộng không thành thì sao. Chưa đúng không, ngồi đi đâu cũng vậy cho kỳ cục ghê. Bây giờ mà chẳng mình yêu ai rồi, mình quen ai rồi, mình cứ hát cái bài hát em ơi nếu mộng không thành thì sao. Hoặc là ca cái bài hát mà anh nghèo nên chẳng nhận kim cương. Mình có nhận cỏ thôi, bởi vì mình nghèo quá, đúng không? Mình muốn tỏ bài là tâm chân thành của mình, anh có nhẵn cỏ nhưng anh lại là chân thành đến với em. Cuối cùng nó cũng bỏ. Bây giờ mình không hát bài nhẵn cỏ trao tay em, không hát cái bài mà em ơi nếu mộng nữa. Mà bây giờ mình ngồi trên xe mình đợi mấy cô, mình hát A Di Đà Phật. Hát và nó phải có diễn đạt chứ không phải mình ngồi im re mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì nó mệt, nó buồn ngủ. Bây giờ ngồi có mình niệm im gu vậy, mình niệm chút mình dựa vô ngủ sao. Nó không, bây giờ mình phải ngồi, mình phải làm sao mà mình niệm được thôi. Kể mình làm sao không biết mà mình niệm được thôi. Một mình ở trong xe chơi vậy, xe 16 chỗ, bóng cửa cái rầm lại bước cụp rồi ngồi trong xe A Di Đà Phật. Quý vị mà có mấy quý vị quay được cái đoạn đó chắc quý vị nói ông thầy này điên. Điên rồi. Thầy điên ghê luôn mà. Vậy mà nguyên một thờ, một tiếng mấy, hai tiếng gì mấy cô nghĩ. Những đức qua Đại Tùng Lâm rồi, ai mà nghĩ ngồi ở đó mà đỡ. Thấy không? Một người thầy hướng dẫn lo cho, như là ví dụ như học trò mình đi. Vậy mà ngồi đỡ học trò trong xe, ngồi đỡ luôn. Không bao giờ đi đâu đến cái chỗ đông người mà Những Đức đi vô đều ngồi ngoài không. Vậy đó. Nó tự tôi bóp cái mặt tôi nhỏ ra luôn, tôi cần gì phải để cho người khác bóp. Nên tôi làm trước cái sự việc mà khi gặp những sự cố, khi mà gọi là tăng lên cái tâm kiêu ngạo ngã mạn, rồi lo cho chúng. Gặp những bà già, có nhiều bà già, mình lo, có nhiều bà cụ, đâu phải bà cụ nào cũng sáng suốt. Có những bà cụ bà bị mê nữa chứ, bà lẳng, bà vừa gặp mình mà nói mày là thằng nào. Những đức nói tao là thằng Đức. Chả nó liền, thấy chưa? Vì tới cái cách mà nói chuyện phát xuất tự nhiên kinh khủng không? Tự nhiên bác gặp mình mới nói mày là thằng nào? Mình nói tao là thằng Đức. Đúng là nuôi bà già chứ trở thành cao thủ. Đụng cơ nào xử cơ đấy luôn. Tao là thằng Đức thì làm sao? Bà nói mày là thằng Đức hả? Nói tao chịu thua. Trời trời, lặng ba chợ mà mình dữ hơn thì bà cũng sợ đó. Con gặp mà mình nói tôi là thầy, cụ đừng có kêu vậy. Anh nói thầy nào? Bà hơn mình là bà lướt luôn. Còn bà nói mày là thằng nào? Nói, tao là thằng Đức nữa. Thấy bọt mình dữ dữ hơn luôn. Nói mày là Đức, tao chịu thua. Thấy chưa, xử lý bà già liền, thấy không? Nên Nhân Đức nói ba chợ mà gặp Nhân Đức còn xanh mặt xanh mày kìa, đừng nói chuyện người bình thường. Tại vì cơ nào xử cơ nấy, không cần tính toán trước luôn. Nó bị thấy đó, vậy thấy không? Phải học pháp trong cuộc sống nhân sinh không? Tại sao mà nhiều người đặt câu hỏi sao mà thầy nuôi nhiều người già vậy? Nhân Đức nói khả năng Nhân Đức 2000 người già là không có vấn đề. Tại vì sao? Phương pháp có sẵn. Một ngày Nhân Đức có thể đưa lên tư tưởng mà những người già họ rất là thích. Những đứa quý vị biết á, quý vị biết những đứa chỉ cần 2 ngày không qua bên đậu tràng bên kia thôi là các cụ bà gặp những đứa bà mừng lắm. Từ đó mà những đứa lo các cụ dễ. Thí dụ như giờ quý vị là cấp trên một người lãnh đạo thì quý vị đi đến đâu quý vị nên cho người ta sự lợi ích mà không có dụng ý thì ai không thương quý vị. Con người sống trong cuộc đời này thật sự mà nói miếng chén cơm manh áo là cái chuyện quan trọng của cuộc đời người lắm. Quý vị đừng bao giờ xem nó là bình thường. Mày phải lo lắng cho người ta.
Thí dụ như giờ chùa mình đi, ví dụ như đơn giản làm bánh hỏi như Đức nói, cụ ơi, ngày mai chúng ta sang bánh hỏi nha cụ. Ai vậy đâu, vỗ tay. Ông gặp thầy là có bánh hỏi liền. Bắt đầu bữa khác đến, ngày mai ông lẩu cụ ăn nha. Ông lẩu nha, uống vào cụng nha. Nó trời, vỗ tay, vui quá. Thấy chưa? Từ cái tâm trạng đó mới bị lo cho người ta, thì bị nói người ta nghe. Còn bây giờ quý vị nuôi người ta với cái một danh hiệu là nuôi người lấy cái tiếng, nhưng mà đối với người ta quý vị không lo lắng thì sao thu nhiếp? Người ta là người hiểu quý vị nhất, vì sống với người ta như thế nào ai mà không hiểu. Bây giờ mình làm vợ làm chồng mình có dễ tranh cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà cái người sống với mình sẽ hiểu mình như thế nào thôi. Ví dụ như bây giờ cha mẹ bên chồng đến mình ra vẻ ba mẹ ăn cái gì con nấu cho, con nấu cho. Vừa ba mẹ vừa về một cái mình nói, xong rồi nó nói mày biết nay nể mày lắm á, ba mẹ mày qua mà tao nói này kia được vậy là được lắm rồi đó nghe. Mày mà nói tao nói mà không nghe tao xử mày nghe chồng. Thấy không, thằng chồng nó dẫn ốc mình, dẫn ốc mình khi gặp người vợ vậy lắm. Vợ mà tự nhiên gặp người thân mà của mình, mình nói ba mẹ, ba mẹ ơi, ba mẹ có khỏe không? Chồng nói trời trời, dẫn ốc mình. Sao tôi nghe vợ nói những câu này tôi sợ quá, chút nó về nó dằn dặt tôi cho mà thấy. Không có giỡn đâu kìa. Còn mình là chân thật thì mình nói chuyện ầm ầm vậy đó. Mình thương là thương à, mình lo là lo, mình không có cần gọi là mình dụ dỗ ai chứ. Dụ dỗ làm gì? Trong cái cuộc đời này dụ dỗ người cũng như dụ dỗ mình thôi. Gạt người là gạt mình thôi. Tất cả chúng sanh cùng là một thể, trong kinh Hoa Nghiêm Phật dạy chúng sanh cùng là một thể. Mình gạt người ta là mình đang gạt mình đó. Thấy chưa? Thì thấy chưa? Bây giờ đơn giản. Bây giờ những đức làm vì cười, vì những đức được cười nè, thấy chưa? Phải một thể không? Nếu như những đức, tôi nói cho mấy người biết nha, bây giờ không có làm gì mà người ta không cười được chứ. Cách nào người ta cũng cười chứ, người ta đã thích rồi. Tôi nói cho mấy người biết nha chứ, những người mà đến đây giết tôi không đồng ý đâu. Không cười nữa, thấy chưa? Có nghĩa là cái tâm trạng mình, nếu thật sự là trong tâm của mình không thích người ta đến đây là không bao giờ cảm hóa được. Nên con người phải thật sự phát xuất từ tâm, chân thật mà phát xuất từ tâm, phát triển cái tâm mình đi quý vị. Cái tâm mà nghĩ mình thương người ta là đang thương mình đó. Như vậy thì quý vị sống cái cuộc đời này, rõ ràng cái câu là hãy sống vui vẻ để cuộc đời tốt đẹp, phải không? Lúc nào cũng vui vẻ. Bây giờ quý vị đi đến chùa mình một ngày nay quý vị cười bao nhiêu nụ cười à? Tính được không? Nói mà hồi nãy tới giờ những đức tính tiền quý vị cười không cũng bao la tiền. Một bao tiền luôn, giờ nói chuyện giỡn. Bây giờ tôi tính một nụ cười tôi lấy quý vị 50 ngàn. Bây giờ tôi tính nụ cười vậy để mà tôi tính giá cả luôn nè. Bây giờ nếu như quý vị cười 10 ngàn, 20, vì nó dài rồi. Còn nếu như quý vị mà 30, còn quý vị mà cười như cái cô này nè là 100 nè. Cô này là 100. Tại vì sao mà cười dữ quá. Mà tôi nói là cái số lượng này tôi lấy người 100 hết luôn, đừng nói chuyện dữ chờ. Cái kiểu mà cười cho 100 lụm hết, thấy không? Nên từ nơi đó quý vị biết một ngày nay mấy buổi sáng sớm đã cười, 8 giờ mấy cười, 1 giờ mấy cười, tối nay biết cười không? Bây giờ tối nay tính, thấy chưa? Nói quý vị coi một ngày mà cười như vậy, những đức nói quý vị không đẹp mới sợ. Tại sao quay phim ai cũng đẹp vì cười? Vì thấy cái mặt như đứa hồng không? Tại vì sao? Vì cười nhiều, nó tự nhiên máu nó bơm lên não mình, nó làm cho bộ não mình ướt át, thì tức khắc cái trí tuệ phát sinh liền. Con người chúng ta bị bế tắc là vì máu nó không bơm lên não được, nên làm cho bộ não mình bị khô khan. Bộ não mình đã khô rồi, làm sao làm việc được ngon lành? Tại sao như Đức làm việc cả ngày mà ngon như vậy? Bộ não như Đức vì sao? Nó được tưới tẩm từ máu A Di Đà Phật. Ồ, ghê. Ừ chưa? Đó, nên quý vị biết tôi niệm A Di Đà Phật.
nên máu trở thành máu Ai Di Đà Phật chứ sao? Hiểu chưa? Dùng danh hiệu Ai Di Đà Phật để đi vào máu mình ở trong, nên máu mới thành máu Ai Di Đà Phật, máu sạch, không bao giờ bị ô nhiễm môi trường. Không, nên từ nơi đó quý vị phải nhớ nghe, người niệm Ai Di Đà Phật, máu Ai Di Đà Phật. Nên từ nơi đó bộ não sáng suốt tỉnh táo, nguồn năng lượng này tích tụ từ bây giờ cho tới tuổi già làm sao mê. Nguồn năng lượng này tích tụ từ bây giờ làm sao mê. Nên người mà muốn ngừa bệnh huyết áp, ung thư, tai biến, bệnh này bệnh kia thì bằng cách nào ngừa bệnh? Niệm A Di Đà Phật là ngừa bệnh. Không có cách nào ngừa bệnh bằng cái cách niệm A Di Đà Phật mà vui hết. Vui, con người khi vui là tức khắc tế bào tươi mát liền. Quý vị đi đến đây 2 ngày quý vị biết, là quý vị biết cái tế bào quý vị nó được hưởng thụ bao nhiêu phần trăm chưa? Cao độ. Trong khi thời gian ngoài đời quý vị tế bào quý vị đang bị suy sụp, nó đừng bị kiệt quệ, hiểu chưa? Nó rung rẩy hết chứ. Vậy mà vô đây trong vòng 2 ngày mà tưới tẩm, tế bào quý vị mạnh khỏe liền, mặt hồng đấy chứ. Hồng dễ thương. Có nhiều cô mà nhìn mình mà say đắm. Ngồi dưới xe khóa mà nhìn say đắm luôn. Nhìn, nhìn cái này ớt quá. Nhìn thì phải cừ, chứ nhìn mà cái kiểu gù gãy, phải không? Nhiều cặp mắt nhìn mình phải không? Nhiều cặp mắt nhìn mình mà nhìn cái kiểu mà tới vui vẻ, còn đỡ còn nhìn. Nói làm gì kênh dễ sợ. Đừng có liền đá bậy bạ chết đó kìa. Đúng không? Nên từ nó làm sao không biết, người ta vui vẻ, đặc biệt là được rồi. Nên tự nhiên cặp mắt ai ở đây cũng tự nhiên cặp mắt có hồn. Thấy không? Mà cặp mắt mà không chớp cũng có hồn. Đó, vậy thấy không? Đặc biệt không? Tịnh độ đó, tịnh độ là đây. Đây là tịnh độ. Có gì nữa. Nó ở cực lạc là vui gì thì tịnh độ là đây. Đây là tịnh độ. Đó. Quý vị nên đem cái tịnh độ này về nhà mình, để trong nhà mình đó. Mỗi ngày nghe pháp niệm Phật đó, gia đình có ngôi tam bảo đó, nhớ nghe. Nó nên nó tượng Phật một chút nè, tiếp tục quý vị qua bên khu tăng với mấy chú tặng tiếp tục. Thỉnh đi một bộ tượng Phật như Đức đặt đó, từ trên thành phố đó, một bộ tượng Phật là đặt đó, phải có tiền ở trong dẫn đâu, ra ngoài mua mắc lắm á. Mình ở đây mình đặt nguyên một bộ, quý vị thỉnh đi, quý vị về thờ đi, nhà con chưa ngôi tam bảo thờ đi, hiểu không? Rồi mỗi ngày dụng công tu hai thời sáng tối, ngôi tam bảo gia đình là phước duyên lớn dữ lắm. Nên đem cái tâm này này về đặt ở nhà mình. Tại sao mà lỡ đây mỗi ngày được vui gì? Đơn giản đó, có gì đâu. Quý vị thấy có cái gì cao xa đâu. Chỉ có một con người cảm thấy tâm trạng thoải mái, đem sự buồn giận hận trách như chế địch bỏ phía sau thì xong rồi, giải quyết vấn đề gì còn gì. Đúng là kết cuộc sắp sửa hết mà đưa lên những cái tư tưởng này đúng là ghê gớm đi. Chắc thế nào cũng có một bài giảng về cái đề học này. Hơi bị sốc về công chúng. Quý vị cứ cho nó là bảo vật kim cương hột sòn hoài à. Tại sao vì cứ ôm ấp nó hoài đúng không? Buồn giận, bực bội, khó chịu cứ để nó trong tâm mà cứ trách người vì sao làm tôi khổ. Cứ ôm ấp nó cho nó là báo vật. Bây giờ những đức đuổi nó đi xuống bên dưới luôn. Cho mày đi đường khác tệ hơn. Hiểu chưa? Quý vị có thường đem những cái sự buồn giận hận trách vì để ở đây không à? Đây là định pháp, không có để nó ở đây được chứ. Nó ở đây là phải là A Di Đà Phật, chứ không có thể để ở đây là phiền não bực bội khó chịu đâu. Mà nên dùng công lực mà mấy năm tu học của ta. Nhiều năm đã luyện được một môn võ công mà không ai địch nổi. Nghĩa là hạ nó xuống. Hiểu chưa? Dùng cái công lực nhiều năm tu tập
Rồi những buổi tối đêm khuya chúng ta hít tinh hoa chờ đất. Niệm Phật là hít tinh hoa chờ đất đó, nghe chưa? Nên từ nơi đó mà đẩy cái buồn phiền sân si hận trách đi xuống luôn, cho nó qua đường ruột. Tống nó xuống. Xong một cái bình. Nó chạy mất dép. Trời ơi, đúng là hiểu không? Thì quý vị ta thấy đúng là cái pháp tu này công phu vô cùng đắc lực. Đúng là vui gì đâu hết trời. Đúng là vui mà từ xưa tới nay cha sanh mẹ đẻ chưa từng có. Có nhiều bà già mà nói trời ơi gì đâu mà tôi vui gì đâu mà tôi quên cả trời chăng mây gió chứ. Không nói bụng luôn. Có khi về nhà có ngồi xích bằng có đưa tay lên. Đưa lên gì xong bố. Ông chồng nói bà làm gì vậy bà. Tôi đang dùng công phu của nhiều năm tu học để tôi trưởng buồn phiền tham sân si xuống. Mỗi lần mà chồng la hay chồng gầy gì ngồi xuống bằng trưởng xuống. Nói trời, tôi yếu quá, tôi không có để cho nó tự xuống, bây giờ tôi phải đè nó xuống rồi đó. Nên từ nơi đó mà nói đúng là nó vui gì đâu á chứ quý vị. Không mà nghe gì rồi nó ấn tượng lắm nha. Tối đêm nay mà xong rồi một số đồ về, đúng là thật sự mà nói chân bước đi mà lòng còn lưu luyến. Bây giờ nó vui quá mà đúng không? À. Nghe cái đề cái là hết buồn ngủ ha. Vì sao? Hãy sống vui vẻ để cuộc đời luôn tốt đẹp. Thí dụ như sáng nào mình thức dậy mà mình cảm giác mình vui thì tự nhiên cả ngày đó tự nhiên mình thấy cái gì cũng vui, cũng tốt đẹp hết đúng không? Nhưng mà sáng nào mà mình thức dậy mà mình bực bội, mình chửi ai một cái đi là tự nhiên mình bước ra khỏi đường cái chừng mình cũng chửi nhiều người. Vô công ty xí nghiệp mình cũng chửi nhiều người luôn. Giống như giận cá mà chém tùm lum. Giận cá chém tùm lum. Nên giống như mình giận người này mình chém tá lả người kia. À, nên nếu sống được vui vẻ thì tức khắc thấy cuộc đời này tốt đẹp lắm. Thì cái thế giới cực lạc cũng vậy. Vui mà thích. Nên 10 phương pháp giới ai cũng muốn về. Giống ở đây đến đây vui thì tự nhiên ai cũng muốn đến. Thì cực lạc Tây Phương vì sao nổi tiếng như vậy? Quốc độ của chư Phật đều tốt mà vì sao muốn về cực lạc? Mà mỗi một quốc độ của một vị Phật đều tán thán Phật A Di Đà. Trong khi họ cũng là Phật mà vì sao lại tán thán Phật A Di Đà và khuyên người dân ở quốc độ đó nên về cực lạc? Vì vui quá, thù thắng quá, đặc biệt quá. Mà 10 phương chư Phật đều làm được, nhưng mà thấy Phật A Di Đà đã làm quá tốt rồi. Thôi, khuyên những người dân ở quốc độ các ngài nên về đó đi. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni ngài nói một câu rằng: giả sử Như Lai ưng sức thế, di thuyết Di Đà bổ nguyện hải. Là thế Đức Thế Tôn đến thế gian này vì mục tiêu là giảng thuyết tịnh độ. Nên quý vị tụng trong kinh Vô Lượng Thọ mà khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sắp sửa nói về Tây Phương cực lạc thì từ dung nhan sắc diện vẻ đẹp quang minh phổ chiếu mà Tôn giả A Nan đứng bên cạnh để ý thấy đó là hiện tướng lành tốt đẹp thù thắng nhất, để cho Tôn giả A Nan thỉnh hỏi Đức Thế Tôn để làm đầu mối để cho Đức Phật thuyết pháp. Đức Phật thị hiện hình tướng để Tôn giả A Nan hỏi. Khi Tôn giả A Nan thỉnh hỏi Đức Thế Tôn hôm nay ngài sắp sửa giảng diệu pháp gì
mà từ dung nhan sắc diện cho tính quang minh phổ chiếu. Mà từ xưa tới giờ con bên cạnh Đức Phật chưa từng thấy lúc nào mà có những hiện tượng lành như vậy, thù thắng như vậy. Thì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tán thán Tôn giả A Nan rằng chỉ một câu hỏi ngày hôm nay ông hỏi như vậy thôi, mà còn hơn là ông đem bảy báo cúng dường cho một cõi bậc A-la-hán. Tại vì trong thời Đức Phật còn tại thế thì đệ tử Đức Thế Tôn là những bậc A-la-hán, thanh văn A-la-hán rất nhiều. Từ nơi đó mà sự cúng dường chỉ có một câu hỏi, mà còn hơn là cúng dường cho một cõi bậc A-la-hán. Giống như bây giờ cái quốc độ này là một cõi Ta Bà mà toàn là bậc A-la-hán không. Nhưng mà Tôn giả A-nan chỉ có hỏi một câu hỏi, mà còn hơn đem bảy báo cúng dường cho một cõi bậc A-la-hán. Vì thấy thù thắng cỡ nào chưa? Chỉ có một câu hỏi để làm đầu mối cho Đức Thích Ca Mâu Ni giảng tịnh độ, tán thán thế giới cực lạc khi giảng kinh Vô Lượng Thọ. Thì quý vị biết rằng là khi chúng ta mà nghe được tịnh độ mà cảm giác vui và thích thì cái phước duyên này nó lớn, mà trần cấu tự tiêu trừ, nghiệp chướng tự biến mất. Cái lúc mà vui á, là trần cấu là phiền não tiêu trừ, nghiệp chướng tự biến mất. Còn cái lúc mà buồn á, thì trần cấu lại phát triển, nghiệp chướng lại tăng thêm. Nên cái bài học tập của chúng ta là hãy sống vui vẻ để cuộc đời luôn tốt đẹp. Hiện tại chúng ta sống cuộc đời này mà, nếu vui vẻ thì cuộc đời này luôn tốt đẹp. Niềm vui là chất dinh dưỡng cao nhất để mỗi một con người chúng ta tích tụ được cái nguồn năng lượng tuyệt vời. Nên mỗi một con người mà vui là đang mở ra một căn nhà năng lượng tốt đẹp, để năng lượng tốt đẹp đều tích tụ vào căn nhà này. Mà chúng ta mỗi người là một căn nhà để mà tích tụ những thứ tốt đẹp hay xấu là do tại mình. Nên mỗi một con người chúng ta khi gặp cảnh duyên thuận nghịch thì chính bản thân mình hãy quán triệt rằng sự tốt đẹp hay là xấu là do chính tâm mình nghĩ mà thôi. Từ nơi đó mà hiểu được nguyên lý này rồi thì tự nhiên quý vị sẽ có cảm giác rằng bình an và vui vẻ. Và tất cả những thứ nghịch duyên nghịch cảnh chúng ta đều không đem nó để trong tâm buồn phiền chi, mà nên nghĩ rằng thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Câu này quan trọng, không? Thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì, không? Phải nhớ hoài. Thí dụ như có khi những đức gặp một chục người những đức vui, nhưng có khi những đức gặp một người tự nhiên những đức la họ ôm sùm. Có không? Có chứ. Tại vì sao? Vì quý vị đã từng la những đức. Những đức la là huề, đúng không? Nếu bây giờ cái quả báo này ở cõi này mà không trả thì chúng ta phải chịu trả cái quả báo tam đồ ác đạo làm sao? Bây giờ ở đây chúng ta la một chút nhưng tránh được quả báo tam đồ. Nếu như bây giờ mình mang tâm buồn giận thì quả báo tam đồ mình có phần. Giống như trong quân đội ta nói một câu rằng thà tập liệt để sức mồ hôi, đừng nên ra chiến trường mà đổ máu. Cái này quan trọng. Hiểu không? Nó nên ở đây thà bị la gầy một chút, bị trách mắng một chút, nhưng chúng ta tránh được ở tam đồ ác đạo. Cái việc này quý vị để lên bàn cân, quý vị nhìn nhận thì quý vị sẽ hiểu liền đó. Nên ở cõi này mà khổ đau trùng trùng, gặp bao nhiêu sự khổ đau, nhưng cái khổ đau ở cõi đời này chỉ có một, nhưng mà cái khổ đau ở trong tam đồ ác đạo thì là ngàn. Quý vị coi một phần ngàn, quý vị để lên bàn cân tính đi. Vậy thì tất cả những sự khổ đau trong cuộc đời này đó không có gì đáng nói bằng cái việc ở tam đồ ác đạo. Vì thời gian ở cõi đời vô cùng ngắn ngủi, một hàng ngàn, quý vị nghĩ đi, đừng nói ngàn, có chừng vạn luôn, đừng nói chuyện giỡn chơi, quá nhiều 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 ngàn 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 luôn, khổ đau. Nên chúng ta ở cõi này khổ một chút, vui trả, vui trả hết, trả cho xong để rồi về cực lạc Tây Phương. Nhờ nên tính tâm tính nguyện mạnh dữ lắm mới ngồi kiểu này, nó cũng không đơn giản. Không đơn giản chút nào, thấy chưa đó. Tại vì sao? Vì nóng lắm chứ giỡn đâu, hầm nóng lắm á. Nhưng mà mình nghĩ tương lai mình đi về Tây Phương cực lạc nên ngồi chung nhau vì vui quá. Mai mốt nguyên một cái nhóm này mà về cực lạc hết trơn, chúng ta nguyên một nhóm người chúng ta mà dẫn nhau đi cúng dường Phật thôi, vui cỡ nào.
Trời ơi bay vèo 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 bay. Đúng không? Bay vù 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 vậy. Bây giờ chúng ta ở đâu mua vé máy bay rồi bây giờ mua vé tàu hay xe, chúng ta đi đến đây vất vả khó khăn trở ngại, kẹt xe đủ chuyện đúng không? Vì cực lạc bay vèo 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 không có gì trở ngại được chúng ta. Thích thú cỡ nào chưa? Nên vui mà ngồi. Mà chú tâm ngồi rồi nó không thấy cái gì mùi gì mùi gì mà nó nghe toàn thơm không? Không? Nó, tại vì cái sao mỗi một con người là mỗi một cái mùi khác nhau. Tại mình ngửi mùi mình thì quen, mà người người ta thì mình không quen. Mùi người ta mình không quen. Rồi thêm nữa có những người ta xích nước hoa này, nước hoa nọ, nước hoa kia. Nó ngồi chung với nhau hết, nó loãng thoảng nằm bên trong. Nó kết hợp, gọi là hoa nhiều mùi. Ở trong hoa nhiều mùi đó mà chúng ta vẫn không bị nó quyến rũ là không làm mình phiền não đó, hiểu chưa? Vậy thì quý vị là người thật sự chân chính niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nếu như mà trong loài hoa nhiều nhiều mùi này mà chúng ta bị bực bội khó chịu thì cái sự nghe pháp, chia sẻ Phật pháp nó bị phân vân, nghe không vô nọ. Hiểu không? Lâu lâu chúng ta mới ngửi được hoa nhiều mùi. Chứ đâu phải là có cơ hội hoài. Nên tại sao có nhiều người đi đến chùa mình về xong tự nhiên nghiệp chướng tiêu trừ, bệnh hoạn mất hết? Tại vì quý vị ngửi được hoa nhiều mùi mà ra. Hiểu không? Đây là cái cực kỳ quan trọng luôn á. Thì nghe gì rồi quý vị thấy trong lòng cảm thấy nó thoải mái. Ví dụ như lỡ mình ngồi ngay một người nào đó mà có cái mùi mình khó chịu quá, mình sẽ dùng hít sâu và thở ra liền. Khi mà mình khó chịu một cái gì mà mình không chịu hít thì mùi hương thoang thoảng cứ đâu đây. Tự nhiên vì tại mình không hít. Nhưng nếu quý vị chấp nhận thì quý vị sẽ làm. Cái cảm giác như mình thích thú lắm, hiểu chưa? Cái cảm giác là thích thú á đó. Tại vì nó đã không vừa lòng thì phải quay ngược lại là thích thú. Để chi? Để nó chấp nhận đi. Còn nếu không mình ngồi đó mình sẽ chịu thời gian tiếng mấy. Thà mình hít dài hơi sâu để đổi lại là một tiếng mấy chúng ta cảm thấy thích thú vô cùng, còn hơn là không chịu mà cũng phải ngửi. Hiểu chưa? Nên thí dụ như bây giờ mình là một người phụ nữ đẹp mà mình lại đi có chồng mà chồng xấu, mà chồng mày là mình lại hôi hám mà lại rụng răng hút thuốc rồi hôi hám tùm lum tùm la rượu chè be bét, mà mình đã lỡ lấy người chồng này là số phận, thì bây giờ mình khi ở bên chồng mình chỉ cần mình chấp nhận thôi thì một đời đó mình cũng thấy có niềm vui. Còn nếu như mình không chấp nhận thì một đời đó mình thê thảm. Đừng có nói một đời, một tháng cũng cảm thấy dài đằng đẵng như một đời. Hay không? Nên con người sống trong cuộc đời này cái quan trọng là gì? Thay đổi được ý niệm của ta để sống. Đây là cái tuyệt vời trong một pháp dạy, là thay đổi được những ý niệm xấu trở thành tốt. Vì sao xấu mà chuyển thành tốt? Vì đó là nhân quả. Chúng ta có chạy bỏ đi thì chúng ta cũng phải gặp lại. Chỉ có chúng ta phải vui vẻ thì nó mới qua đi. Vui vẻ là chỗ cực kỳ quan trọng trong nhà Phật dạy. Người không biết tu vui vẻ thì không có ngày mai. Người biết tu như chúng ta vui vẻ nhưng có ngày mai. Có ngày mai thì không sợ trả bất cứ một cái gì. Tại vì có ngày mai, trả hôm nay ngày mai tươi sáng. Không trả hôm nay ngày mai tối tăm. Thấy chưa? Mình phải trả hôm nay chứ. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng khi một buổi nói chuyện mà nó giúp chúng ta có một cái nguồn năng lượng đặc biệt, thí dụ như cái cảm giác những đức chia sẻ Phật pháp giờ này gì, mà tối những đức còn có cái cảm giác buổi tối để chia sẻ thêm buổi dữ dằn nữa đó. Nên tối phải chuẩn bị mà nghe thêm buổi. Thấy chưa? Tại vì sao? Cái giờ này nó đã dữ dằn rồi mà tối đêm nay nó còn dữ dằn nữa. Rồi chờ tối đêm nay coi sao. Hiểu không? Nó như vậy thì nó hứng thú vô cùng. Thí dụ như 3-4 ngày mà về đây đúng là buổi nào nó cũng cảm giác là nó có sự mới mẻ và hứng thú. Vậy thì quý vị nghe vào pháp đâu có chán đâu. Đúng là tịnh độ này nó sống động thiệt. Quá sống động. Đó. Nên cái người mà người ta được ngồi đây mà trực tiếp mà gương mặt quen này cũng không đơn giản. Không đơn giản, những đứa cứ lên trên phòng những đứa ngồi suy nghĩ.
Vì sao mà đông người như vậy mà họ vẫn ngồi được cái vị trí mà cố định của họ? Sao đặc biệt ghê? Tại mình nhìn xuống mình quen à, mình lên mình gõ mình nhìn cái thì thấy những gương mặt quen mà vẫn ngồi đó. Thì nghĩ đi, mình nghĩ rằng là họ cũng phải không đơn giản, trả một cái giá rất đắt. Có khi mà giờ ăn uống mà không đi ăn, cho một nhóm người đi ăn, rồi nhóm người kia ăn xong phải trở về vị trí này, rồi nhóm nọ đi ăn. Mình nghĩ rằng họ chắc là phải trả một cái giá như vậy thì họ mới có thể duy trì được chỗ ngồi ổn định. Nhưng mà sự thật thì quý vị biết rằng đó là một cái nhân quả của người ta. Người ta cũng thật sự quá quyết tâm nên người ta mới đạt thành những sự việc mà người ta muốn. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó mà mỗi một người mình, khi mình quyết tâm cái gì là mình sẽ nhất định cho thành công cái đó. Quý vị biết rằng có thể người ta nghe một bài Phật Pháp có thể thay đổi cuộc đời người ta hay sao? Hả? À, thật sự mà nói thay đổi cuộc đời là điều lý tưởng nhất của cuộc đời chúng ta. Nếu như chúng ta sống cuộc đời này mà chúng ta càng ngày càng lầm lũi vào bóng tối vô minh, vậy thì chúng ta nên tìm phương pháp gì để thay đổi cuộc đời mình chứ? Việc này là việc quan trọng mà chúng ta đi đến chùa để mà nghe Phật Pháp, vì nó có thể thay đổi được cuộc đời mình mà. Việc này là việc quá quý. Vì biết rằng là Đức Thích Ca Mâu Ni đến thế gian này là để giúp cho chúng ta thay đổi cuộc đời. Thật sự cái đó là mục tiêu Đức Phật xuất thế. Vậy thì chúng ta chia sẻ Phật Pháp cũng là mong giúp cho chúng ta. Nhớ chúng ta là có những đức luôn. Chúng ta phải thay đổi được ý niệm khổ đau. À, cái này quan trọng. Thay đổi được ý niệm khổ đau thì nhớ nghe. Tiêu diệt khổ đau thì khó làm, nhưng thay đổi ý niệm khổ đau, việc này làm được. Thay đổi ý niệm khổ đau, việc này làm được. Một người làm vợ chăm một người chồng bị bệnh, người chồng này bệnh đau mà người vợ chăm lo, mà chồng này bực bội chửi mắng đánh đập người vợ chăm lo luôn. Người vợ này khổ đau vô cùng, khó chịu vô cùng khi không vừa lòng. Tại vì trong quan niệm mình nghĩ mình chăm lo nhiệt tình như vậy mà vẫn chửi mắng đánh đập khó khăn với mình, bực tức lên. Nhưng khi nghe mình nói chuyện thì nó lại giải tỏa được cái tâm tư đó. Đó là gì? Là do vì cô thiếu nợ người chồng này. Chứ nếu như cô không thiếu nợ người chồng này, tại sao cô lại chịu khó chịu cực mà cô nuôi người chồng này mà trong khi còn bị chửi mắng đánh đập? Mà bây giờ kêu cô bỏ đi thì tâm trạng của cô vô cùng nặng nề khi ra đi. Chân bước đi mà lòng thì lưu liếm, cái này không được. Không được đúng không? Vì nó còn nghiệp duyên nên chân bước đi mà lòng còn lưu liếm, thì chúng ta hãy ngồi xuống mà giải quyết vấn đề. Đó là vui vã đi, vì nó còn cái nghiệp. Còn nếu như nó không có cái nghiệp thì đi không có một chút gì vướng bận cả thì là hết. Hết duyên và hết nợ, hiểu chưa? Nên con người sống trong cuộc đời này có thể nhận thức được cái duyên và cái nợ trong cuộc đời. Có duyên gặp mà không có nợ thì cũng không thể nào ở bên nhau. Có nợ mà không có duyên thì không có cơ hội ở bên nhau. Vì có nợ mà ở phương xa nào nao nao trong lòng tưởng nhớ, mà không có duyên gặp nhau làm sao ở bên nhau. Nên con người khi gặp nhau là nó hội tụ được duyên và nợ. Duyên là bây giờ chúng ta gặp, và nợ là chúng ta còn ngồi ở đây. Cõi ta bà này duyên và nợ là sự câu thúc giữa con người đến với con người. Nhưng duyên gì và nợ gì ở trong cuộc đời này gặp nhau mới là chỗ quan trọng. Nếu như tạo ra một gia đình duyên nợ để là một sợi dây gàng buộc khổ đau cả đời để đi đọa lạc thì duyên nợ này là thê thảm. Còn chúng ta kết thành một cái duyên và cái nợ ở cuộc đời này để tu hành, để cầu sanh cực lạc, thì một đời ngắn ngủi qua đi, chúng ta đã được sanh về Tây Phương Cực Lạc, giải quyết vấn đề khổ đau rồi. Thí dụ như giờ chúng ta ngồi chia sẻ Phật Pháp như vậy cũng có duyên có nợ nè. Không có duyên có nợ làm sao ngồi đây, thấy không? Tại vì còn ở cõi này là duyên mà nợ. Những đức cũng đã từng ngồi bên dưới để nghe quý vị. Quý vị bây giờ ngồi bên dưới để nghe những đức nói chuyện, đó là duyên và nợ. 100% là như vậy. Nên nếu như mà có duyên mà không có nợ thì họ sẽ đứng lên họ đi ra ngoài liền.
Vì họ cảm giác nghe ông thầy này không có cái gì đặc biệt hết, là có duyên gặp mà không có nợ ngồi lại với nhau. Còn nếu như có duyên mà có nợ là tức khắc nó sẽ ngồi liền, và nghe nó thấy hợp tình hợp lý. Khi cảm giác là hợp tình hợp lý thì con người sẽ nghe, mà vui vẻ thì nó sẽ nghe. Nhưng nghe mà không vui gì thì nghe làm chi? Mà nghe mà không vui là một chút là buồn ngủ, đúng không? Nó buồn ngủ chứ không giỡn đâu. Nên từ nơi đó không chi là nóng bức như vậy, đồng quá mà hơn người ta mà. Nên những đức nói là hoa nhiều mùi, đúng không? Hoa nhiều mùi đặc biệt nó. Nên mới cần hít sâu nha, hít sâu thở nhẹ. Đó. Nên quý vị coi, bây giờ chúng ta ngồi đây gì? Bên ngoài giờ này người ta đang chuẩn bị một cái hội trường rộng rãi cho chúng ta chiều nay ngồi kìa. Có những người ngồi đây không biết nghĩ rằng một chút chúng ta sẽ bước ra để vị trí ngồi nào ổn định không? Đúng không? Tại vì con người mình biết lo xa thì không có cái khổ gần. Thấy chưa? Nên từ nơi đó ngồi đây mà còn tính toán, không có khi hồi trưa đã tính toán à. Lúc nghỉ ngơi tính toán là khi mà thầy giảng xong, vừa phóng sanh đồ xong là bà lỡ bà xí ngay cái chỗ đó cho tôi. Còn bà tranh thủ đi ăn cơm. Ăn cơm xong tranh thủ ra ngoài đó bà đi ăn cơm tiếp tục. Nghĩa là có một sự sắp đặt như một tổ chức. Thì như vậy thì tức khắc cái tổ chức này nó đoàn kết, thì nó thành công trong nhiều lĩnh vực. Hiểu chưa? Cũng như những đức thôi, một tổ chức là đoàn kết, nên những đức thành công trong nhiều lĩnh vực làm việc ở trong ngôi Tam Bảo, thấy chưa? Chứ nếu như những đức chỉ đạo mà không ai nghe, vậy sao làm? Sao thành công? Trước là 3-4 ngày là những đức họp, những đức sắp tất cả các ban bệ mỗi vị trí luôn. Vì coi những đức qua chùa mới thì chùa mới có một tổ chức, những đức qua Đại Tùng Lâm thì Đại Tùng Lâm có một tổ chức, những đức trở về đây là một tổ chức, các vị thấy không? Những đức không bao giờ nhúng tay vào bất cứ một việc gì trong những ngày lễ này hết. Những đức chỉ có chia sẻ Phật pháp và tu chuộc cùng với đại chúng thôi, không có nhúng tay vào những việc đó. Ban bệ tiền bạc, ban bệ nhân sự, ban bệ dọn dẹp, ban bệ nấu ăn, ban bệ mỏi mặt là đều phải tự làm hết chứ. Vô vị trí lễ là vào công việc làm liền. Tối lại một cái là quy gom về một điểm để cùng tu. Đó, ai cũng tu được một ngày công quả, tối lại đều được tu. Giờ này như đức chia sẻ Phật pháp ở đây, ở dưới nhà ăn cũng được nghe, vì âm thanh nó bắt ở dưới. Nên từ nó đối với vị thấy một cái tổ chức quan trọng chưa? Nên quý vị khi đi mà dẫn người ta đi tu, nó cũng là một tổ chức. Trưởng đoàn nó phải có một cái sự hợp hội nói chuyện đàng hoàng. Khi đi đến đây nơi đây là tu sao? Nghiêm túc 2 ngày sao? Cái gì cần nhắc nhở những người mới đi tu thì nhắc người ta. Đó. Từ dép dài của bà mang dép cũ cũ, rồi hoặc là tới chỗ và để dép trên xe, rồi bà lấy một đôi dép trong chùa bà mang, lỡ có lộn là lộn dép chùa chứ không lộn dép bà nghe chưa. Còn điện thoại bà xài thì bà cầm đại cái trắng đen, bà cầm theo nghe gọi được rồi. Còn nếu không chỉ có 2 ngày thôi, bà để điện thoại ở nhà luôn đi. Mà trước đó mình hợp, mình nói rõ cho người ta nghe. Rồi tiền bạc vật chất, rồi vàng bạc châu báu bà để nhà đi, với chiền nhẫn cưới để nhà hết luôn. Chồng hỏi gì sao bà đi tu mà bà để vàng bạc ở nhà hết trơn vậy? Thì mình nói rằng đi vô chùa tứ đại giai không anh à. Chồng nó cũng không biết cái thứ gì không thôi, bà hiểu tôi thì bà nói thì tôi nghe thôi, đúng không? Mình nói những cái văn tự của Phật pháp một chút để cho người ta nghe, người ta không biết gì thì ta không có hỏi lại làm chi, không biết mà hỏi gì vậy, thấy không? Nó nên từ nơi đó mà mình đi vô chùa rồi mình nhắc nhở đó, mình nhắc nhở mọi người từng chút đâu vào đó. Vậy thì cái chuyến đi của mình nó đặc biệt, chứ đừng có mà cầm điện thoại sạc tùm lum tùm la, rồi có khi người ta thấy điện thoại được quá người ta mượn người ta dùng đỡ, hiểu không? Rồi đồ đạc cầm đi, cầm đâu nhớ đó, đừng có quên, vì đông người quá quên không biết đem đó đưa cho ai, nên cầm về nhà xài luôn phước cho rồi đó. Nên từ nơi đó mà mỗi việc mình đều nhắc nhở từng chút. Ví dụ như mình đi đến cái chỗ đông người mà đừng có đeo dây chuyền chi mất công,
Mắt cong có khi nó đứt dây chuyền. Vậy thì tức khắc quý vị sẽ đi đến chỗ đông người, quý vị tu học thì rất là thoải mái. Quý vị nhớ rằng đi đến chỗ đông người mình đừng có đem của cải mình khoe làm chi, khoe là dễ có họa tai. Còn đi đến chùa mình muốn cúng dường Tam Bảo là mình cúng liền, mình đừng có đợi ngày mai, biết đâu tối hôm nay mắc tiêu tiền thì sao. Nói không, nói là làm gì điều thiện điều tốt đừng đợi ngày mai, ngày mai có biết chúng ta còn hay không đó. Thôi chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chiều hôm nay chúng ta vừa học tập xong buổi Phật pháp rất là vui. Xong chúng ta ra ngoài được cúng tế thực và phóng sanh. Nguyện nhờ cái công đức mà đi về chùa mình tu học cả một đại chúng đông gì, ngày ngày lễ viết Đức Phật A Di Đà pháp hội 2 ngày. Quý Phật tử khắp nơi nơi chúng ta bỏ thời gian được đi đến đây tu học. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị thân tâm thường an lạc, người nào cũng đều phát Bồ Đề tâm tinh tấn niệm Phật cả đời để mà quyết chí về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ, và hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị và hàm Phật tử khắp nơi nơi khi coi qua chương trình này. Quý vị cũng được hồi hướng công đức và Bồ Đề tâm càng kiên cố niệm Phật cả đời để mà hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta nguyện đem công đức này, nguyện hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, đều được thừa hưởng những công đức này. Và tất cả những người chết oan chết ức, xe đụng hay là uống thuốc sâu tự tử hay treo cổ hay là nhảy sông nhảy suối, chúng ta đều được thừa hưởng những công đức này. Quý vị nên phát Bồ Đề tâm ở trong ngôi Tam Bảo, để nương vào ngôi Tam Bảo, nương vào bổn nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chùa chúng ta ngày nào cũng có cúng tế thực hết, nên chư hương linh được ở đây nghe danh hiệu Phật, mỗi ngày tu với đại chúng và nương vào bổn nguyện để sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Về thế giới Cực Lạc luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn khổ đau như ở cõi ta bà này. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tế như cung, từ thực biến thẩm phương nhất tiết Phật từ cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngũ tình chung ngã kim tế như cung, từ thực biến thẩm phương nhất tiết hồ tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Nhớ đặng cô hồn chung ngã kim tế như cung, thừ thực biến thập phương nhất tiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất tiết, hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lục lăng ta bà ha, án một lục lăng ta bà ha, án một lục lăng ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, và việt nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Ha Tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, gia trì chú thực diệu gia đa,
biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, Nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma Tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ô vị vô danh hộ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cõi xin đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di 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 Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Tất cả những chú chim này rất là có duyên nên được ở trong ngôi Tam Bảo hôm nay ngay ngày lễ viết Đức Phật A Di Đà, được quý Phật tử bỏ tịnh tài ra mua các loài chúng sanh này về phóng sanh. Chúng ta bỏ tịnh tài ra phóng sanh đó là tài thí. Khi sanh ra nơi nào chúng ta cũng có phước báo đầy đủ. Và chúng ta quy y niệm Phật ở chúng sanh đó, nghe đó là pháp thí. Chúng ta sanh ra nơi nào cũng được trí tuệ và thông minh. Chúng ta thả như chúng sanh này bay đi vui vẻ hoan hỷ, đó là tu hành vô ý thí. Nên chúng ta sanh ra nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Nên tất cả những chúng sanh này khi được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nghe pháp môn tịnh độ, nên nương vào bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật hoan hỷ vui vẻ, vỗ tay để mà thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Mời quý vị xuống chai đường để dùng cơm. Chúc quý vị an lạc vui vẻ nha. A Di Đà Phật.